Hello, xin được chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái kỷ niệm trong mùa Giáng sinh năm 2022 tại điểm nhóm Long Hậu của mình đang sinh hoạt. Và thì hôm nay thì anh em thông công với nhau trong ngày Giáng sinh với một món ăn là lẩu hải sản. Và mình cũng quay cái video này để lưu lại làm một kỷ niệm đẹp trong dịp Giáng sinh năm 2022. Thì cái món lẩu hải sản đó, thì hôm nay là do ông bà thư ký của điểm nhóm sẽ thực hiện và nấu. Thì cái nguyên liệu ông bà chọn là đầu mực đó. Đầu mực rất là tươi nha các bạn. Thì cái phần đậu mực này thì có là 5kg. Và lý do mà ông bà chọn cái phần đậu mực á là khi mình làm á rất là dễ nha các bạn, mà nó đỡ hao nữa đó, chỉ có bỏ nhiều đó thôi đó, khói hao ít lắm đó. Đầu tiên thì mình xẻ cái đậu mực ra, mình cắt, mình lấy hai con mắt ra. Rồi sau đó mình lấy cái miệng là xong đó, đơn giản ha. Xong thì cắt từng miếng nhỏ vừa ăn là được rồi. Rồi ở đây là thành phẩm 5kg đầu mực đã xong. Bây giờ sẽ qua chuẩn bị cái phần cá. Thì phần cá điêu hồng thì cũng có khoảng 5kg. Rồi bây giờ ông bà sẽ phi lê ra thành từng miếng nhỏ để cho vào cái lẩu ha. Mình sẽ lấy ra từng miếng, bỏ cái xương nha các bạn đó, rồi chẻ làm đôi cái miếng cá. Đó, giờ cắt lại từng miếng vừa ăn là được rồi. Đó. Thì sau khi cắt xong á thì ông bà sẽ chia từng bịch để từng cho từng bàn luôn để cho nó đều nha. Và đầu bếp chính mà nấu món lẩu hải sản hôm nay á là do ông bà thư ký của điểm nhóm Long Hậu. Đây là cái công thức của ông bà nè, để mình cũng sẽ ghi lại cho các bạn coi và tham khảo nha. Thì những cái gia vị cũng thông thường thôi. Cái công thức này là mình thấy rất là đơn giản nha, dễ nấu nữa, mà nguyên liệu cũng dễ tìm nữa, ăn rất là ngon, không cần phải cầu kỳ gì hết, nhưng mà ăn chất lượng ngon lắm nha các bạn. Cái nồi này là bữa nay nấu 30 lít phải không? À, bánh bò này có mà. À, qua Vũ nó cho nhiều. Đó. Con thấy mấy cái vàng thào đó à. Đó. À tao cũng bị bò mất rồi. Nào. Cái bây giờ cái nồi của mình nó bữa nay nấu là 30 lít á. Bữa tính rồi 30 lít. Là đầy nồi luôn á hả? Đó ba. Đổ đầy luôn đi. Đổ đây. Chai này là 800 cỡ gần 1 lít đó.
cô Phương mà để bữa nào, để năm nào muốn muốn mà đi mà tham quan mà cái Long Hậu á, các điểm nhóm Long Hậu á, để năm nào cho đi, năm cho biết. Thì sau khi mà ông bà cho hết những cái gia vị vào đó thì nêm lại và thấy cái công thức này rất là vừa ăn và ngon. Thì nếu mà ai mà muốn áp dụng cái công thức này cho những bữa tiệc trong gia đình mình thì cũng ok nha. Và giờ mình sẽ lên nhà thờ và mình sẽ quay một cái bài múa và một bài hát ca chúc Giáng sinh để chúc mừng Giáng sinh. Mời các bạn cùng theo dõi ha. Xin chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.